So với mô hình nuôi cá thịt truyền thống, nuôi cá coi lai đang đem lại nguồn thu nhập gấp nhiều lần. Một số hộ nông dân ở Nam Định đang khấm khá nhờ chuyển đổi mô hình thủy sản này. Chương trình Sao Thần Nông ngày hôm nay sẽ giới thiệu về anh Phan Văn Sơn, một trong những người nuôi cá coi đầu tiên của tỉnh Nam Định, với lợi nhuận thu được hiện nay là hàng tỷ đồng mỗi năm. Những bè cá xuất hiện ngày một nhiều trên đoạn sông Hồng chảy qua địa phận xã Mỹ Tân thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Nổi bật nhất trong các hộ nuôi cá bè ở đây phải kể đến anh Phan Văn Sơn. Điểm khác biệt của anh Sơn với các gia đình khác ở chỗ, những bè cá của anh không dùng để nuôi cá thương phẩm mà là nuôi cá cảnh. Cá cảnh mà anh nuôi là cá chép coi. Sau gần chục năm vừa học vừa làm, anh Sơn đã có trong tay một cơ ngơi khang trang bể thế. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về đạt gần 2 tỷ đồng mỗi năm. Cái diện tích nuôi thì hiện tại bây giờ đấy, cả một cái khu trang trại thế này thì lồng bè thì cái hướng sẽ phát triển mạnh lên, nhưng còn bước đầu thì bây giờ là đang có một khu này thì nó rơi vào tầm khoảng độ trên dưới chục lồng. Lồng là toàn đóng mới, là đồng toàn đóng to hết. Thì cái số lượng để mà nuôi và giữ thì mỗi một lồng này nó toàn mấy tấn một lồng. Mỗi một năm thì có thể xuất ra tầm 40-50 tấn. Thì trong 40-50 tấn này thì xuất cho những người ta có nghĩa là những cái đại lý người ta buôn cũng có, rồi là dân chơi cũng có, đã trực tiếp người ta xem khi qua những cái trên trang web hoặc trên Facebook ấy, thì là người ta biết đến thì người ta đặt hàng. Trước tiên là cái người dân, mình làm cho người dân đấy, mà dân họ lời, họ phấn khởi đấy. Thế còn như nhà thì vừa xuất đi rồi vừa nuôi ở lồng bè thì mỗi năm nó có thể là mang lại từ 1.7 đến 2 tỷ. Để có được thành quả như ngày hôm nay, anh Sơn cũng đã trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống. Gia đình thì trước thì cũng thuần nông thôi. Khi lớn lên thoát ly thì làm nói chung là nghề phụ, thì kể cả từ nấu ăn rồi là làm bánh kẹo rồi nói chung là làm nhiều nghề khác. Nhưng mà trước tiên thì nói về cái nghề cá này thì là cũng là cái nghề phụ của cái nghề của cha ông ở cái xã Mỹ Tân này. Trước kia thì là cái nghề phụ đây thì là chỉ là làm con cá giống thôi. Thế thì sau một thời gian gián đoạn thì khi tôi đang đi làm nhiều nghề khác thì bắt đầu quay lại, thì từ đó là cái con cá cảnh, mà nhất là con cá coi, thì nó du nhập vào mình ấy, thì mình thấy là nó cũng thuần hóa mà mình sẽ có thể làm được. Thì là tôi quyết định là tôi làm từ đấy. Ở Nhật Bản, cá koi hay còn gọi là cá chép Nhật được xem là loài quốc ngư. Nó tượng trưng cho sức mạnh, sự vượt trội, đồng thời cũng là loại thân thiện nhất trong các loài cá cảnh. Cách đây 10 năm, khi thấy cá chép koi có giá trị kinh tế cao, anh đã lặn lội vào thành phố Hồ Chí Minh để tham quan học hỏi và mua một số con giống về nuôi thử nghiệm. Thời điểm đó, ở các tỉnh phía Bắc, hầu như chưa có ai nuôi và chăm sóc loại cá này. Do thiếu kinh nghiệm nên đàn cá mua về không lớn, còi cọc và chết nhiều. Số ít còn sót lại, màu sắc đẹp nhưng khó tiêu thụ. Đặc biệt, cá koi khó thích hợp với khí hậu mùa đông ở miền Bắc. Khi học hành thì tôi học hỏi thì cũng qua bạn bè, kể cả là từ trong thành phố Hồ Chí Minh, rồi là tất cả đọc trên sách báo và nghiên cứu. Thì đầu tiên thì về nó cũng rất khó, nhưng mà về rồi mình phải lại thuần hóa nó dần dần thì nó mới thích nghi với cái điều kiện của mình đây. Đầu tiên du nhập về mình ấy, thì nó cái môi trường của mình ấy. Rồi hai nữa là như bây giờ tôi đang làm cái lồng bè đây thì đầu tiên thì nó cũng gặp khó khăn, nó cũng bệnh này. Rồi là nó nuôi nó cái mức độ sinh trưởng là đầu tiên là nuôi nó cũng chậm. Thế thì cũng đấy, qua học hỏi rồi là mình rút được kinh nghiệm rồi mình phải biết cách nha, chăm sóc rồi chữa bệnh cho nó đấy. Rồi về cái mùa đông thì con cá koi thì nó xuất xứ từ ở Nhật lên là
Về cái mùa đông thì nó có lạnh, thế nhưng mà chính lạnh nó cũng 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 không không ảnh hưởng gì. Vạn sự khởi đầu nan. Trong những năm đầu nuôi cá koi, anh Sơn đã gặp phải nhiều thách thức đặt ra. Đó là làm thế nào để lai tạo thành công giống cá koi thích hợp với khí hậu miền Bắc? Phương thức chăm sóc ra sao để cá lớn nhanh và khỏe? Cái lai tạo đấy là một cái quá trình nó cũng rất là khó khăn, mà nó đòi hỏi mình phải có một kiến thức nhất định. Thì cũng thất bại về cái lai ghép và nhân giống ra thì cũng rất nhiều. Rồi cũng phải học hỏi, rồi là đọc trên sách báo, rồi nghiên cứu. Thì nói chung là làm thì rất nhiều thất bại. Thế trong thất bại thì thật sự cũng rất nản chí. Thế nhưng mà cũng được sự động viên của anh em rồi vợ con. Thế là thôi thì cứ phải, mình cũng không thể là dừng một, nếu mình dừng lại có nghĩa là mình đã đầu hàng anh ạ. Thì cũng cứ kiên trì rồi là làm, thì mình sẽ tìm hiểu ra những cái gì là cái điểm mạnh, điểm yếu, và làm trong quá trình cái vừa trên sách vở thực tế nữa kết hợp lại thì mới thành công được anh ạ. Giống cá koi này được anh Sơn tự lai tạo và nhân giống từ đàn cá bố mẹ nhập ngoại. Cá phàm ăn chịu được rét và phát triển tốt trong mùa đông. Giá không quá cao như cá koi Nhật nên thị trường ưa chuộng và tiêu thụ tốt. Cá koi con nuôi khoảng trên 3 tháng khi đạt kích cỡ chiều dài thân từ 8 đến 10 cm là có thể bắt đầu bán với giá 50.000 đồng một con. Và khi trên 5 tháng đạt kích cỡ 15 đến 17 cm thì có giá bán 150.000 đồng một con. Đó là những con cá nhỏ, dễ bán vì giá hợp lý. Còn cá to, đẹp, kích cỡ từ 3 đến 4 kg có thể có giá tới 2 đến 3 triệu đồng nhưng lại khá kén khách mua. Mấy năm gần đây, anh Sơn còn xây dựng một số vệ tinh quanh mình để có thể có đủ cá koi cung cấp cho thị trường. Hiện tại như bây giờ, như gia đình trang trại tôi đang làm đây thì nó phát triển tốt mà hiệu quả, mà cá cũng rất lớn. Chứ gia đình đây thì không những khi đã làm tốt được cái vấn đề về con giống rồi thì bây giờ còn cung cấp cho bà con tất cả, thậm chí cả những tỉnh lân cận như tỉnh bạn như Thái Bình, rồi Hà Nam, rồi Ninh Bình, thì các hộ người ta tôi cung cấp về cái giống cho họ. Đấy, khi họ nuôi được sản phẩm thì gia đình lại thu mua lại. Thời gian nuôi ban đầu, anh Sơn đã tốn rất nhiều chi phí cho việc xây hồ nuôi cá. Bởi loài cá này chỉ phù hợp với không gian sống rộng rãi, hồ nuôi cá koi cũng phải được trang bị rất nhiều thiết bị hiện đại. Sau nhiều năm thử nghiệm, anh chuyển đổi hoàn toàn sang nuôi cá koi trong lồng trên đoạn sông Hồng gần nhà. Bình thường thì từ trước giờ thì chưa có ai đưa ra lồng bè làm cả một cái sông lớn thế này. Thế thì tôi cũng từ cái sự đam mê mà hai đứa đã làm ở trong những cái ao, cái hồ. Thế thì tôi nghĩ là tại sao không đưa được ra ngoài sông này. Thì là tôi cũng đi tham quan học hỏi, rồi là cũng mình cũng phải thực tế là mình phải thả. Trước tiên mình thả trước để xem cái mức độ nó phát triển, cái sinh trưởng nó thế nào, lớn bao nhiêu, và cái màu sắc của nó có đủ cái điều kiện không, thì tôi cũng phải đi vào thực tế là tôi phải thả trước đấy, có những lồng bè của bạn bè tôi, và tôi thấy thành công và tôi quyết định là tôi đưa ra tôi làm ở lồng bè ngoài này. Khi nuôi trong lồng trên sông, môi trường nước sạch và luôn lưu thông do có dòng chảy nên không cần sục khí hay quạt nước như trong ao. Nhờ đó gia đình anh Sơn giảm được rất nhiều chi phí, đặc biệt anh có thể nuôi cá koi với mật độ cao tại đây. Ví dụ như sông này thì nước cũng lặng chảy. Nước lặng chảy nếu nó không tĩnh như ở trong hồ trong ao. Thì ngoài sông này thì môi trường thì nó cũng sạch sẽ. Con cá nó cứ ăn là nó lớn thôi. Mình nuôi mức độ rất dày. So với trong ao trong hồ thì gấp tới hàng chục lần luôn. Mà nước ao mà kém là phải sục khí này.
rồi là máy đập tạo dòng nước này. Thế nhưng riêng ở sông thì nó được cái lợi thế là không không pha, lúc nào nó cũng thừa oxy. Thế nên kể cả mật độ có thể dày như một lồng này có thể là 3-4 tấn là không bao giờ phải dùng cái oxy. Tuy nhiên, việc nuôi cá lồng trên sông không phải lúc nào cũng thuận lợi, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Lúc đó mức độ rủi ro khá cao. Cũng nói thật với anh là lắm lúc như năm ngoái mà cơn bão số 1 thì là toàn bộ những khu lồng bè không riêng của tôi mà tất cả anh em những cái hộ cá nuôi cá thịt ở đây thì đều bị gần như phá hỏng hoàn toàn. Thế nhưng mà cái đam mê rồi là cái mình đã có chỗ đứng trên thị trường rồi, có uy tín rồi thì lại cũng phải làm lại thôi. Biết là nó cũng thua thiệt, cái thiên tai thì không không thể tránh được. Đấy. Thì lại phải đầu tư làm mới hết. Đấy, mới làm mới hết toàn bộ từ cuối năm ngoái. Khi cơn bão mà nó phá này lại khắc phục hoàn toàn mới hết. Giờ đây, mỗi năm thu tiền tỷ trong tay, nhưng anh Sơn không tự nhận mình là người giỏi. Anh chỉ coi mình là người dám nghĩ, dám làm và quyết vượt qua thất bại. Đặc biệt, anh Sơn luôn tin rằng cơ hội luôn đến với tất cả mọi người. Chỉ có điều mọi người có nhạy bén để đón nhận nó hay không thôi. Tôi chỉ muốn nói là khi mình đã ấp ủ một cái dự định làm ăn hoặc mình đã đam mê cái gì thì trong cái đam mê đấy thì vấp ngã rồi là mình có nghĩa là rủi ro nó cũng rất nhiều. Thế nhưng mà nói chung là phải kiên trì quyết tâm. Đấy. Kiên trì quyết tâm và cộng tác với anh em bạn bè. Rồi là như tôi đây thì cũng được các cấp các ngành từ xã, huyện rồi tỉnh rồi cũng tạo điều kiện. Đấy. Là tôi cũng quyết tâm và làm là bằng mọi giá thành công. Nên là về cái đam mê rồi về cái quyết tâm là phải có ở trong mình thì mới làm được. Do làm ăn uy tín nên khách hàng tìm đến anh Sơn ngày một nhiều. Hiện nay chỉ những đơn đặt hàng có số lượng lớn thì gia đình anh mới phải đi giao, còn phần lớn khách hàng đã tự tìm đến cơ sở để mua. Khách mua cả trong và ngoài nước tìm đến rất đông. Gia đình anh Sơn nhiều khi không đủ hàng để bán. Tôi thì ở trên mạng ấy thì là có nghĩa là tất cả mọi người khi đã vào cái trang đấy thì là đã biết đến tôi, và nhiều người họ cũng không biết tôi mà chỉ có biết qua qua trang mạng là người ta đặt hàng ở trên mạng thôi. Cái thị trường con cá chép koi này thì hiện tại bây giờ thì nó thành trào lưu rồi, thì chúng tôi cung cấp và bán đây thì gần như là từ ở trong miền Nam, thậm chí là thành phố Hồ Chí Minh này, rồi các tỉnh phía ngoài đây từ Đà Nẵng, Huế, rồi là ngoài Bắc này thì gần như cả khu vực ngoài Bắc này. Thế rồi là rộng hơn, lớn hơn thì là chúng tôi 2 năm nay đã cung cấp cả sang Lào và Campuchia. Làm giàu từ nông nghiệp không bao giờ là cạn ý tưởng. Mô hình nuôi cá cảnh trên sông của anh Sơn đã minh chứng cho điều đó. Khi có được ý tưởng hay thì mỗi người nông dân có thể tìm thấy cho mình những mô hình làm giàu khác nhau. Điều chỉnh nó sao cho phù hợp với hoàn cảnh đất đai, khí hậu, khu vực địa phương mà bà con sinh sống.